人谈论着工作多粗心，避免爱恋公司之中发生，我却只知发生的始终发生。直着日夕里我接触你，擦出火花不可退避，或许这世界你未算最了不起，眼中谁跟你对比，压力再多注视眼光也不敢亲你，待你好位置够太多，我放你于心中的最高，总是你这个朋友，一些挑剔都会忍受，待你好从来没半点放下的理由。爸，你可以吗？không cần。Cho dù bốn phần tưới nước cách mấy đi nữa cũng không nở qua có trái được đâu. Rẫy đã bị hư hết rồi, bị mọt cắn hết sai rồi. Không biết tự trọng, ba không có thể đếm xỉa nhiều nữa đâu. Nhưng ba không cho nó cơ hội, nó đâu có biết lớn. Trời xanh trời nuôi, tự sanh tự diệt. Nhiên. Má, ba còn giận lắm. Để ông giận thêm chút nữa đi. Con đi học rồi con biết thôi. Cứ vài ba bữa là ông giận một lần, quay đầu là sẽ hết chuyện. Rồi thì nói cách ngôn chu tử với mình. Ê, con hãy cầm đi. Má à, không cần mà. Cần mà, đi kiếm việc cũng phải mất tiền xe. Xài từ từ nha. Ừ. Con thấy mình thì là vô dụng. Đã xin mười mấy việc rồi mà không có hồi âm gì hết. Con à, đừng có nóng nảy, cứ từ từ đi. Kiếm bạn cần duyên thì kiếm việc cũng vậy. Tốt nhất là ở sau cùng, biết đâu con sẽ kiếm được việc làm khó. Mong là được vậy. Má thì có lòng tin đối với con của mình. Ngủ sớm nha. Để con trồng luôn chậu kiểng đi cho ba. Má ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Sếp và sếp, cửa sắt bãi đầu xe bị trục trặc đó, cần phải có người điều khiển. Dạ phải. Đi coi giùm tôi tới ngay. Ờ, nè, bộ đổ tánh đâu sao, sao không đi coi ngay? Phải, thường ngày mình nói một cái là phóng đi liền mà. Hơ, nhất định có bí ẩn. Dạ chào ông tôi. Chào. Quý anh Sơn, chào. Sao sớm quá vậy? Anh còn sớm hơn tôi mà. Thiệt tình, hôm qua nằm ngủ, nhức mỏi cả người, già cả rồi phải tẩm bổ đó. Anh Đường, anh thường ngày có thể đánh chết cọp mà. Thì là không thể không nhận già rồi. Nè, lần trước có nói là lên thăm quyến đang thịt rừng tẩm bổ mà. Hả? Anh nói thật hả? Nói thiệt. Đàn ông mà không tẩm bổ không có được khá đâu ạ. Ê, anh Đường à, anh thì là khéo nói chơi đó. Chừng nào dẫn tôi lên coi để cho biết đi. Hả? Anh biết dạo này khách sạn bận rộn lắm mà, để kiếm hôm nào nha. Vậy thì kiếm hôm nào nha. Anh Sơn, nhắc tao mới nói nha. À, xin lỗi, lần trước thằng con của tôi hơi trễ một chút. Không biết là có cách gửi hay không vậy ha. Hey, anh thì đúng là người cha hiền đó. Không có gì đâu. Không phải đâu, cũng là vì cái thằng khờ đó nhường taxi cho người ta cho nên bị trễ thôi. Hey, tôi hiểu rồi mà. Tôi hiểu rồi, chào nha. Vậy hả? Ê, cảm ơn nhiều. Cửa sắt. Ngon thiệt ha. Xin lỗi nha. Đã dự phần anh thì phải chờ anh. Uống miếng trà để cho dịu lại đã. Ông Chu. Cảm ơn. Phần này của anh đó. Sao khách sáo quá vậy? Chúng tôi cảm ơn anh thì đúng hơn. Bữa nay anh làm ông chủ, quá đơn này anh trả đó. Tôi. Anh đã đi trễ, bắt cả đám chờ anh. Có phải nên tỏ chút lòng hay không đây? Anh Đường lâu nay có kỷ lục tốt mà. Chỉ đi sớm không bao giờ đi trễ. Ai về hôm nay đã phá kỷ lục đó ha. Được, chúng ta nhập đề đi. Các vị có gì đề ra thảo luận hay không? Trứng chiên hôm nay hơi già đó.
Thường ngày có 3 miếng thịt mà, hôm nay chỉ có 2 miếng, rõ ràng là gạt tiền. Còn trà sữa nha, chỉ thấy sữa thôi, không có mùi trà. Chúng ta không phải đang hội họp nghiên cứu về vấn đề ăn uống đâu, làm ơn nhập đề lệ đi. Phần vụ của chúng tôi thì cũng giống như mọi khi, không có gì trục trặc hết. Bộ kế toán chúng tôi, xưa nay sổ sách rất đàng hoàng. FB chúng tôi, đương nhiên càng ngày càng khá. Bộ công quan có tôi coi chừng, mọi việc đều chạy rất là tốt. Bộ bảo an dạo này không có bị ai khiếu nại. Được vậy thì tốt, các vị có thể toàn lực chuẩn bị buổi hội trình diễn từ thiện vào tuần sau đi. Thời gian hơi gấp gáp đó. Cô hai đã chính miệng ra lệnh thì cô nhất định phải làm cho thật tốt đó nha. Còn nữa, cô hai cần có một chủ quản của bộ môn để giúp đỡ toàn lực. Phải trực cả ngày lẫn đêm, hầu hạ sát mình, nghĩa là khỏi phải ngủ đó. Cô rành tánh cổ lắm hả? Dạ không phải, nghe nói vậy thôi mà. Bây giờ tôi dùng một cách dân chủ nhất để mà biểu quyết, để coi ai đi hầu hạ cô hai. Đồng ý, chị My, xin giơ tay. Sao ủng hộ vậy? Thường ngày không thấy đồng lòng kiểu này. Bây giờ trời nóng quá đi. Chị tử ngoại thì khiến tôi bị nổi thêm tàn nhang đó. Hai đứa làm gì? Còn chưa có thoa kem chống nắng. Làn da của hai người thoa cái gì cũng vậy thôi. Đi coi xe của cô hai tới chưa? Tới rồi. Đứng yên. Chào cô Đường. Để tôi giúp cô. Cô Đường có thể xuống xe rồi. Cô Đường có thể xuống xe rồi. Chuyện gì đây? Không biết. Chào cô Đường. Ý, cô Đường tới rồi, cô Đường tới rồi. Lại tới buổi tiệc chúc mừng Lê Minh thành công đó, không thấy cô vậy. Hồi sáng Lê Minh đi máy bay qua Nhật Bản du lịch, người ta thấy là anh đi chung với một người con gái, có phải cô hay không? Đâu có nghĩa là gì, cái người quá mẫn cảm rồi. Xin lỗi, chỗ này không dùng được, là bên chỗ khác đi, chỗ này không dùng được, đây là bên chỗ khác đi, ba, đúng rồi, đúng rồi, cách chụp hình nha. Cô hai, tôi đã lo liệu xong hết rồi. Thôi, kêu chị đuổi đi đám ký giả của tôi. Chị Thiệp độc hành độc đoán giỏi quá rồi. Lần sau chưa có mệnh lệnh của tôi, đừng có độc hành độc đoán nha. Tôi tưởng là đám ký giả đó. Nếu không đi tạo tin tức thì ngày mai báo chí làm sao có đề tài của tôi tổ chức buổi hội từ thiện này. Mấy trò đơn giản như vậy mà nghĩ không ra, làm sao mà làm công quan đây. Xin lỗi cô hai. Lâu nay tôi có quan hệ tốt với đám ký giả đó mà, bây giờ đã bị chị phá hoại rồi. Ngày mai không biết báo chí sẽ đăng tải sao về tôi với khách sạn đây. Thần tượng của tôi và khách sạn thì mất sạch hết rồi, chị có gánh nổi hay không? Kiếm chị về tổ chức buổi thời trang từ thiện thì là sỉ nhục tới trí tuệ của tôi, đồ ngu. Xin cô hai thông cảm lần này. Tôi nghĩ chị làm việc lặt vặt thì vẫn còn được đó mà. Được, tôi cho chị một cơ hội lấy công chuộc tội. Cảm ơn cô hai. Tôi phải có một lá thiệp mời. Thiệp mời này phải khác với thứ thường, phải có đặc sắc của khách sạn. Khách sạn của chúng ta cũng đã thiết kế được mười mấy kiểu thiệp mời rồi đó. Trăm ý kỳ. Dạ, mời cô coi qua. Cái này mà kêu là thiết kế hả? Thì là cái đám si khờ làm tào lao, làm sao mà ra mắt người ta. Ngày mai nghĩ thêm mười mấy hai chục kiểu cho tôi chọn nữa đi. Còn nữa nha, buổi thời trang của tôi vẫn chưa nghĩ ra tên đó. Ngày mai nghĩ ra mười mấy hai cái tên cho tôi đi. Không thành vấn đề. Một tuần lễ sau tôi sẽ đem hết các thiết kế cho cô hai coi duyệt lại. Ngày mai là hận chốt đó. Tối nay chị không ngủ cũng phải nghĩ ra cho tôi, có biết không? 9 giờ sáng ngày mai là tôi phải có hết tất cả, có hiểu chưa? Ok. Còn nữa nha, trong đêm biểu diễn tôi phải ra biểu diễn. Tôi không thích cùng đám người mẫu con đó thay đồ chung. Chị mở một phòng bộ tổng thống ở khách sạn cho tôi làm phòng thay đồ riêng. Phòng bộ tổng thống lâu nay do cậu ba dùng dài hạn. Nếu như dùng tới phòng bộ tổng thống thì... Thì là phiền quá đi. Tôi thì không nên đặt kỳ vọng cao tới chị mà. Cái chuyện dùng phòng bộ tổng thống để tôi tự nói được rồi. Giải tán. Đi đi. Hai đứa đứng lại. Tôi nói giải tán sao? Nghe rồi chứ? Ngày mai là hạn chót. Giải tán. Lệ à,
5 giờ mấy rồi còn không đi hết sao? Chứ còn lại hai đứa mình ở lại thôi. Chuyện gì, mua hàng tồn kho hả? Đâu phải, phải mua sẵn cà phê, thuốc bổ, thức ăn các thứ chứ. Tối nay sáng đêm mà. Tôi không để làm sáng đêm đâu, nó bị mọc mụn đó. Bạn trai tôi không thích. Ảnh đó mở tiệm châu báu mà, khả năng giám thưởng của ảnh cao lắm. Khuôn mặt của tôi phải như là viên hột xoàn, không chút sơ hở. Vậy chị đừng có ăn. Tôi đã hẹn với khách ăn cơm, phải ra ngoài một chút, lát sẽ quay lại. Dạ. Dạ. Đừng có lười biếng nha, tôi sẽ điện thoại và kiểm tra. Cứ như vậy hoài. Ai bịa bả là bà chủ của mình, đúng là lấy lớn đè nhỏ mà. Cô hai đè bả rồi bả đè tới mình. Nguyên. Gì? Nhà tôi không có ai, không có ai cho chó ăn tối. Chị nuôi chó hay sao? Tôi đâu nghe chị nói. Bạn tôi đi du lịch, nó bỏ con chó ở nhà của tôi. Nếu tôi không về cho nó ăn, nó sẽ chết đó. Không được. Ê, bỏ tôi làm một mình hả? Mau lắm thôi, chị lại chống đỡ nha. Nếu bà có gọi về, chị chống đỡ ha. Tôi đi, bye bye. Mà là chưa ai về tới. Lệ à, chị làm gì đây? Tôi đang dặn trận đó, để chị My về tới, tưởng tôi làm sáng đêm với chị. Chị nha, tôi là vô đạo nghĩa, nói là vậy giúp tôi. Báo hại tôi cả đêm. Bây giờ bắt tôi nói láo với chị. Thật ra tôi không muốn đâu, vì tối qua tôi cũng bị đau. Tối qua con chó chạy ra ngoài, tôi đi kiếm cả đêm cho nên cũng không có ngủ được. Chị nói thiệt. Cùng lắm tôi đã chị ăn cơm. Tôi ăn đồ Nhật Bản. Không sao. Làm xong chưa? Nè, cô coi. Không đánh răng hả? Xin lỗi. Cái gì? Đây là thiết kế của thiệp mời đó hả? Đúng là mấy cái con si khờ đi nạp bài thì cũng có ra gì hết. Tôi đã làm. Chúng tôi đã làm cả đêm. Chuyện gì? Dân thường lệ ảnh, tỏ lòng thương, đài tivi làm biểu diễn hả? Đã biết là các người rồi. May là tôi đã có chuẩn bị. Để cái đống rác này bị cô hai chà đạp đã, rồi tôi mới ra tuyệt chiêu. Dân thường lệ ảnh tỏ lòng thương, như là không có ý mới mẻ gì đó. Hơi quê mùa hả? Tôi cũng thấy là vậy mà. Cô hai, tôi đã nghĩ ra được mười mấy cái tên. Cô coi duyệt đi nha. Không cần, thì dùng nó nha. Được đơn giản và trực tiếp hơn. Phải, đơn giản trực tiếp là tốt. Cô hai thì là sáng suốt. Tên này đã nghĩ lâu lắm rồi hả? Tôi đã nghĩ suốt một đêm. Thì ra còn mười mấy hai chục cái tên đã bị tôi dùng bỏ hết rồi. Còn có thiết kế của thiệp mời đâu? Dạ, ở đây, cô hai. Wow, quá đơn giản. Màu đơn điệu quá. Không được. Còn nữa. Cô coi tôi nha, suy nghĩ đến nỗi cặp mắt bị quần đen. Chị hả? Cặp mắt có bị dần đen hay không thì cũng vậy thôi. Dạ phải. Mấy tấm này thì coi tạm được. Nhưng mà vẫn như bị thiếu cái gì đó. Xin hỏi cô hai, thiếu cái gì? Nếu thêm một chút gì ở trên bìa mặt, có lẽ sẽ được phong phú hơn. Hay là thêm ngoại mạo của khách sạn vô nha. Không chút mới mẻ. Bê bê nha. Thôi ngay, mấy đường viên truyền thống. Hay là thêm mấy tấm hình, như là mấy tấm hình của tôi chẳng hạn, có được khá chút không? Tốt. Chính vì thiếu hình của cô hai nên mới thiếu sức sống. Con người của tôi lâu nay rất là hàm tốt, nhưng mà nếu như các người nói vậy thì tôi cũng đành chịu theo. Các chị biết không, để người ta nói nhảm nhí thì không có hay, phải không? Làm việc từ thiện mà không có sao đâu. Dạ phải. Có hình của cô hai thiệt là tốt mà. Anh Đường. Ê, anh Sơn. Chết anh rồi. Chuyện gì? Tha hồ cho anh bận rộn đó. Nè, có chuyện gì cho biết đi chứ. Giảm lương hay là sa thải đi? Đừng hoảng hốt, nói chơi thôi. Nè, tôi thì quyết định mướn con của anh làm chủ nhiệm, cho nên anh nhất định là bận rộn rồi, bởi vì phải đãi tôi ăn cơm mà. Cảm ơn nhiều. Nói thiệt nha, nếu như không phải cái người mướn về mà không làm thì chưa tới phiên con của anh đâu. Nhưng mà vậy, với giao tình của chúng ta, tôi nhất định nhớ con của anh. Nè, đã có thư ở đây, tôi không gạt anh đâu. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Chừng nào đi ăn một bữa đây. Nè, hay là cuối tuần này tới thăm Quyến ăn một bữa, đã có giữ phần anh rồi. Quyết định như vậy, tôi đãi. Nè,
Nếu như con của anh được rảnh kêu tới luôn nha. Hả? Nhất định. Nhớ phải tới nha. Được 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 được. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. À con. Ba. Con kiếm được việc làm rồi. Kiếm ra hồi nào vậy? Hỏi gì điện thoại kêu con tuần sau đi làm. Tại sao khi không được mau quá vậy? Ba ngồi xuống đi. Việc làm này tiền lương không ít đâu. Sau thời gian làm thử sẽ được tăng lương. Ừ, vậy sao? Giờ phải, khách sạn ở khu chim sa chuỗi. Năm sau lần đó, con không nghĩ là họ lại mướn con. Ừ, vậy thì tốt rồi, số con đã kiếm ra được việc. Con mừng quá đi. Ba đi thay đồ. Ê, ba. Vừa rồi ba nói có chuyện mới nói với con mà. Ồ, à không, ba muốn hỏi con là trò chơi tử vong của Lý Tiểu Long chiếu hôm qua thôi. Chiếu ở TV đó. Lại chiếu? Tuần trước mới vừa chiếu mà. Con à, ba con làm gì vậy? Sao ủ rũ quá? Con đâu có biết. Con vừa nói là con kiếm được việc thì không vậy đâu. Thiệt là quỷ quái. Má à, có phải ba còn giận chuyện lần trước con đi xin việc bị trễ không? Không thế nào, chuyện đó qua lâu rồi. Cứ mặc kệ ổng đi con, ổng thường hay như vậy mà. Con định là sau khi lãnh lương con sẽ đãi ba má đi ăn bữa. Thiệt khờ quá, chưa đi làm đã nghĩ tới lãnh lương. Con thì vui lắm. Sao ngủ sớm vậy? Tàn sở xong thấy mệt quá cho nên ngủ sớm mà. Ê, ông xã à, thằng con đã kiếm ra được một việc làm rồi. Rốt cuộc mình có thể yên lòng, phải không? Phải, kiếm được việc thì tốt rồi. Mày mới có thể bỏ mặc luôn thằng cha này. Con lòng có cánh biết bay rồi mà. Hơ, ông làm gì đây? Thằng con kiếm ra việc làm, ông cũng vui sao? Tôi đâu có nói không vui. Ây do, lại dở trò gì nữa đây? Thằng con đã lớn rồi, nó biết tự lập. Không phải ông kêu nó đi một bước là nó đi thêm một bước. Nó ra ngoài xông pha cũng là chuyện tốt. Coi ông kìa, thiệt là cố chấp hủ lậu. Có ai mà không thấy ông phiền? Phải, phiền nhất trên thế gian này là tôi mà. Ê. Ây da, cái gì đây, sao túi quá vậy má? Má kiếm được cái trộm già rác. Nè à, nó kìa má đừng có lụt thùng rác mà, sao lại lụt? Một lá thư viết bằng chữ anh còn mấy toanh mà. Ừ, không biết có phải bỏ lộn trong vỏ rác hay không. Ây da, là khách sạn của ông xã đưa cho thằng Nhiên đó. Nói gì? Để coi coi. Ây da, thì ra là kêu thằng con đi làm việc. Hèn chi, tối qua nguyên cả đêm ổng không có được vui. Thẩm quyến. Con Giang. Không phải đâu, cầm rau đó, rang muối mà, ăn đi. Ê, sao con của anh chưa tới vậy? Tất cả tự nhiên cầm đũa, đừng có sáo, tự nhiên. Hơ, anh thì kỳ cục. Anh Sơn dù sao đã thâu con của anh làm đàn em mà. Phải làm lễ ra mắt đi chứ, hả? Ê, nè anh Sơn, có chuyện nói với anh. Ê, hạp thì ăn thêm vài miếng, không hạp thì bữa này anh đãi. À, không phải, thật là xin lỗi nha, thằng con của tôi. Cào cào rang muối ăn công thì thiệt ăn cổ lắm đó. Phải uống thêm rượu rắn để bồi bổ nha. Hey, nói cho anh biết nha, mắc tiền lắm đó. Cố bản bồi nguyên, hành khí hoạt huyết. Nè, nhớ nha, rốt bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Hả? Chuyện gì? Không vừa miệng hay là không muốn uống đây? Không phải, đồ quý giá như vậy thiệt là ái ngại quá. Vậy thì uống đi, uống xong mới biết ngon sao. Được, đúng, uống. Uống đi. Uống đi. Bò cạp răng muối. Trứng hấp trùng. Tàu hủ kia hầm cu nai. Đã ăn vô sùng lắm đà. Đầu nhện nhện nấu với lại ba ba. Tôi chết rồi. Được chứ hả? Ê, cái đầu con dơi đó bổ lắm. Tôi chết rồi. Ba, đi con. Thằng Nhiên. Xin lỗi các chú các bác, cháu tới trị. Ba, cho nó bụng quá, cho con ăn đi. Không phải, không phải. Đồ ngon để cho ba đi. Ba nhiều đồ bổ lắm rồi, để con ăn miếng đã. Ba lớn tuổi rồi, để cho ba tẩm bổ. Con đang vậy thì mà, cho con ăn đi. Để cho ba tẩm bổ, để cho ba ăn cái mà. Ê, thôi đi, đừng có giành nữa. Thì ra hai cha con họ thích ăn đồ bổ vậy. Nè, vậy thì cái đầu dơ này dành luôn cho hai người. Lấm đi. Ba. Cảm ơn.
Sao con lên thăm quyến vậy? Thì má nói là ba lên thăm quyến đang thịt rừng, ba có để lại địa chỉ cho nên con mới tới kiếm ba. Cũng đâu có mau như vậy chứ hả? Cảm ơn ba nha. Cảm ơn gì? Con đã kiếm được lá thư trong thùng rác. Thơ? Thơ gì chứ? Thì lá thư khách sạn chị mướn con đó. Sao ba không báo cho con biết? Con lớn rồi, có kế hoạch của con, ba đâu có thể quản thúc. Nhưng bây giờ con vẫn có thể lựa chọn mà. Ba không có ép con làm chỗ nào đâu. Nhưng mà con đã quyết định rồi, con sẽ tới khách sạn của ba làm. Có thiệt mới nói nha. Ở trong khách sạn không có một người nào là kẻ hiền đâu. Hy vọng con được cá. Con đâu có sợ. Lỡ con có chuyện gì, ba sẽ bảo bọc, sẽ che chở cho con mà. Ừ. Còn nữa, việc làm này thật là cực khổ lắm. Đâu có khổ bằng ba phải ăn cái đầu con dơi. May là có con đã đỡ ly rượu rắn cho ba. Bằng không hả, ba đói tại chỗ rồi, đâu phải đợi tới bây giờ. Thì bác muốn cho con một ly rượu chuột con. Thì con cũng đã ăn cái đầu dơi mà. Ba đã ăn hết mấy con cầu cào đó. Ba không được khỏe hả? Không phải, ba thiệt là khỏe lắm, sung sức lắm mà. Đi làm tuyển thủ điền kinh còn đường nữa kìa. Ba đang toát mồ hôi đó. Vậy sao? Cô nè. Vậy sao? Sao kỳ vậy? Giống như ba đang gội đầu vậy. Không có gì, không gì đâu. Ba à? Gì? Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm mà, đâu phải là ba. Sao khẩn trương vậy? Ba tôi là tỉnh bơ mà, không có gì đâu. Cô nè, con có bỏ quên gì không vậy? Không có. Không hả? Gì? Nhưng mà đồng hồ của ba đeo ngược rồi. À đúng đúng đúng. Ba à, ngày xưa ngày đầu tiên ba đi làm có phải cũng vậy không? Nhiều chuyện. Con còn khăn giấy mà, lấy lau đi. Ê, sao mà nhiều muối quá vậy? Chắc là kiệt tác của bà ngoại. Chắc chắn là bà đọc báo rồi nói là bỏ mắm bỏ muối vào túi áo sẽ được tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự mà. Bà ngoại cũng nghĩ tốt cho con. Ra ngoài làm việc không phải là nhờ may mắn đâu, phải nhờ thực lực đó. Được giống như ba đây, ở trong khách sạn thì ai nấy cũng đều nể mặt hết, thì hơi khó khăn đó. Dĩ nhiên việc gì cũng phải từ từ, không phải một bước là lên trời được đâu. Con đương nhiên không kinh nghiệm bằng ba. Đúng rồi, làm người phải nên khiêm tốn một chút. Nhưng mà lúc làm việc đó phải coi sắc mặt của người ta, có biết chưa hả? Ý, ba dạy con nịnh bợ hả? không phải nịnh bợ, mà làm việc phải cẩn thận. Con có biết hay không, mấy chủ quản của khách sạn không dễ hầu hạ đâu à. Nhất là giám đốc Giang, chủ quản của FNM đó. Wow, cái tên này giống như là cái loa phóng thanh vậy, kêu réo rùm trời. Hả? Con chị My của Bộ Công Quan thì thích nhất là chân diện, thích người ta khen bả đẹp. Còn có cậu ba nữa, hắn mới là người nắm quyền của khách sạn, ông chủ tín nhiệm nhất là hắn. Nhưng mà hắn giỏi nhất là đi đánh góp thôi, đúng là một công tử bột điển hình. Con về thái thượng hoàng của khách sạn, để trong trạng thái nửa hồi hưu, lâu lâu thì mới về khách sạn đã một chuyến thôi. Con người này thì là nghĩ tới tình xưa và rất là tiết kiệm. Việc gì cũng phải tận dụng, đừng bao giờ để cho ông thấy con lãng phí nha. Miễn là từ nay có gì không hiểu thì hỏi ba, có biết chưa? Yên tâm đi, con không làm ba mất mặt đâu. Ê, Cam Mỹ Kỳ, nghe nói hôm nay có người mới tới đó. Như là con của chú Đường Minh Bảo An mà, vậy thì sao? May là không phải con gái. Nam với nữ có phân biệt gì? Wow, phân biệt lớn lắm. Nè, nếu là nữ thì thêm một nắm nhang thêm con ma, còn nếu là nam thì mình có thêm một chọn lựa. Vậy chờ lại cho chị với chị lại chọn lựa đi, tôi không thú. Đừng khách sáo, tôi với con ông chủ tiệm châu báu thì trời bảo cũng không bị dục mất đâu, không có thời gian để xả dầu. Biết gì hạnh phúc rồi, không có cần khoe khoang. Không cần hâm mộ đâu. Tội nghiệp quá mà, chủ Đường làm ở bộ bảo an bao nhiêu năm rồi vẫn ngồi ở chức đó, còn có ổng cũng không có khá tới đầu đâu. Vậy thì phải, nếu có kiếm cũng phải kiếm người có tài hơn chứ. Mấy thằng trẻ non nớt này dĩ nhiên phải hiến cho chị My đó. Excuse me, tôi chỉ thích loại đàn ông có sự nghiệp như là ông Richard Kiel ở trong phim Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân mà thôi. Mấy thằng trẻ không có việc cho tôi đâu, understand? Chào các vị. Chào các vị. Chị My,
Chào chào. Giới thiệu thằng con của tôi cho chị quen biết, Chu Hạo Nhiên. Chào chị My đi. Chị My. Con của chú hả? Người giống không? Giống chú thì thiệt xấu số rồi. Từ nay nhớ chiếu cố nha. Được. Ê, ông Giang. Giới thiệu thằng con của tôi Chu Hạo Nhiên cho ông Quang biết. Chào giám đốc đi. Giám đốc Giang. À, thằng con của tôi mới ra làm việc, không có biết gì đâu. À, tôi sẽ giao việc cho nó làm à. Cảm ơn nhiều. Thì cố gắng làm gì đó có biết chưa? Được rồi, ba đi làm việc đi. Ừ, vậy được, ba đi làm nha. Không biết thì hỏi người ta. Con đã lớn rồi mà. Cảm ơn các vị, cảm ơn nhiều, cảm ơn ông Giang, cảm ơn chị My. Cô dẫn anh đi coi các nơi, để cho quen biết khách sạn đi. Ivan, tôi mới đến trần chuyện. À, chị Dân. Tôi tới giờ họp. Chị Lệ. Tôi đang bận. Wow. Trang Mỹ Kỳ. Thật ra tôi cũng bận lắm. Vậy là được rồi. Rút thì giờ dẫn anh đi một chuyến đi. Chị thiệt may mắn rồi. Ui. Chuyện gì? Cô còn nhớ không? Lần trước trời mưa cô đã giật chiếc taxi của tôi đó. Nhớ không? Anh làm dẹp bánh bông lan của tôi. Xem chút quý tôi mất việc. Còn nữa, anh làm mất cái điện thoại di động của tôi. Xin lỗi, tôi không biết chuyện tới nông nỗi này. Thí dân này thiệt nhỏ quá. Đi đi, dẫn anh đi một vòng. Ê. Ê. Gì? Tôi có chuyện muốn hỏi. Hỏi? Tôi chưa biết tên của cô. Biết làm gì? Thì để biết. Trang Mỹ Kỳ. Nè nè, tôi còn chưa biết tên của mấy người kia. Làm ơn. Mai mốt thì sẽ biết. Còn không đi, biết cũng vô dụng. Đây là phòng bảo an, ban làm việc ở trong đó. Ừ. Chỗ này là phòng thay đồ đồng phục của viên chức. Học tủ, nhà cậu nam nữ, máy đánh thẻ. Ừ. Ê, mấy người này là bảo an của khách sạn hả? Họ biết anh được rồi, anh không cần biết họ. Wow, thiết bị trong khách sạn này thì là hoàn chỉnh ha. Phòng thể thao lớn thiệt. Nói nhỏ một chút đi có được không? Đừng có làm mất mặt người ta. Chị hai. Hai, chị này là... Tôi là Chu Hạo Nhiên, tôi mới tới làm. Hello. Có những người không cần quen. Thì người ta mới tới, nhưng mà không cần như vậy đâu. Em chưa biết thôi, đi làm việc đi. Đi. Đi đâu? Một nơi rất quan trọng. Quan trọng cái nào? Thắc mắc làm gì? Hả? Mở mắt ra ngó cho kỹ, phải nhận mặt mấy người này. Nhận mặt làm gì? Họ là chủ quản của các bộ môn. Gặp mặt họ nhớ phải chào hỏi. Rồi ngoài chuyện này, trước khi nói xấu tới công ty, nhớ ngó đằng trước đằng sau, bên trái bên phải có mấy người này hay không. Nếu không bị chết là tự chuốc lấy. Ở Trang Mỹ Kỳ. Chuyện gì? Vậy còn cái này. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Xin lỗi. Để tôi lao lại, để tôi lao lại. Chu Hạo Nhiên. Hả? Anh thật đáng ghét. Lại mắc mớ tới tôi. Trang Mỹ Kỳ, chị làm gì đây? Vừa trời tôi. Được rồi, nhất định có cớ mà. Về chỗ đi. Thì là hôi quá đi. Trang Mỹ Kỳ, tôi... Đứng xa một chút, đừng có lại gần tôi. Không, tôi chỉ muốn hỏi là tôi phải làm gì đây. Kiếm đã cái gì photo đi, đừng quấy rầy tới tôi. Photo? Quê, anh bạn, hả? Muốn kiếm gì làm hả? Tôi có thể giúp gì? À, có mà. Xuống mua nước cho chúng tôi nha. Hình như đây đâu phải là việc của tôi. Anh là người mới mà, có phải không? Đây là giai đoạn tất yếu của người mới. Còn đứng làm gì chứ, đi mua mau đi. Ờ. Trà sữa nóng một ly nhiều đường. Chú Hạo Nhiên, tôi kêu trà chanh nóng. Làm phiền, trà nóng với chanh để riêng. Hai miếng chanh, ba bao đường hóa học. Ừ. Ê, chị không thấy là quá đáng hay sao? Tôi không thấy. Tôi đã thấy, tôi thì tốt với hắn rồi. Lần này gặp được hắn, thiệt là xui mà. Hey, thì không biết là thứ dân gì đây. Không lấy đường để bắt bỏ nhiều sữa. Mình là viên chức nhỏ thôi, ăn lương chút đỉnh, phải làm nhiều chuyện phiền phức như vậy. Hey. Xin lỗi. Gì? Tôi muốn hỏi ly nào là ly ít đường. Nè, anh lấy cái ống hút quá thử lên là biết liền. Nè, qua đây. Chỗ này viết chữ là ít đường đó, có biết không đi? Thông mình chút đi, biết chưa? Ừ, cảm ơn. Con à, mua trà hả? Ba, đợi nó cả công ty thì kêu con là con mà. Đâu có sao đâu. Làm việc có vui vẻ không?
Coi coi. Chuyện gì? Cà phê cà pháo đó. Nè, bà muốn nói với con là hôm xưa khi bà cua má của con tặng bó bông cho bà muốn là có cây nở bông, có cây thì có cái nụ. Và màu này phải đi với màu kia, phải hợp rồi với nhau, bà mới chịu nhận. Như vậy thì bà mới cua được má của con. Nói đơn giản một chút nha. Khiêu khích cũng là thử thách đó, hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu thì mang lên trển đi, nếu không để người ta rầy đó. Con đi trước nha. Nước tới nè. Nước tới rồi. Cảm ơn nhiều. Trà sữa đường của Thành Sương. Phải kêu là anh Sương. Dạ phải, anh Sương. Cà phê nhiều sữa của chị Lệ. Cà phê của chị. Đừng có kêu chị, kêu người đẹp được rồi. Người đẹp. Còn cái này để cho tôi. Được rồi, cảm ơn. Còn cô thì trà chanh nóng, trà với chanh để riêng, đường hóa học của Trang Mỹ Kỳ. Cảm ơn. Còn một người nữa. Chưa thấy ai mua trà sữa mà lại vui vẻ như vậy. Kỳ à, chị cẩn thận nha, coi chừng đã bỏ thuốc. Không chứ. Chị nghĩ vừa rồi chị dùng thái độ gì? Tiểu Nhu đâu? Tôi ở đây lão già. Ăn cơm xong anh tới cây nha. Mời tự nhiên. Bà đi đâu? Ở dưới bếp đang hầm chả yến đó, phải canh lửa. Các gì ăn đi. Lúc nào cũng bắt mời một mấy lần, tưởng mình là hoàng thái hậu hay sao? Thiệt là tự chuốc lấy khổ mà. Ngày nào má nhỏ không hầu hạ chúng ta thì má cũng ngủ không có vô mà. Má đã nói, con sen thì khó làm tiểu thơ. Ở nhà cũng không chịu ra bàn lớn ăn cơm. Vậy ra ngoài thì làm sao được? Má nhỏ à, má qua đây ngồi đi. Mấy chuyện đó để chị Lan làm được rồi. Được. Hảo à. Hả? Đi xuống bếp canh lửa cho bà nhỏ đi. Tiểu Như Hoàng ngồi đi. Nè, ăn miếng cam đi. Cảm ơn lão già. Má à. Dạ, ăn miếng cam nha. Mai là cũng còn thằng con đó thương tôi. Bà, mai mốt con tổ chức buổi thời trang từ thiện ở khách sạn bà biết chứ? Biết. Con hợp tác với chị dâu mà. Con chỉ phụ trách cái phần đại thọ mà thôi. Cho nên việc gì cũng phải đích thân đích tay của mình làm. Như là con muốn lấy cái phòng bộ tổng thống, đáng lẽ phải do bá Văn với lại em dâu nói một câu là được rồi. Nhưng mà bây giờ là phải làm theo thủ tục. Bá Văn à, có phải cái phòng tổng thống đó có nhiều người thuê lắm không? Đôi lúc thôi, chỉ là nhằm lúc buổi thời trang của chị hai lại nhằm vào mùa đông của khách sạn. Con phải tạm giữ lại, con lo là có khách dùng. Thì có khách mới nói nhờ. Chỉ lo là tới chừng đó căn phòng thuê không được, không có mối làm ăn. Còn bị người ta nói là khách sạn của mình, cả cái phòng bộ tổng thống cũng không có ra nổi. Hẹp hòi quá, đồn ra thì không có được hay. Những người bên ngoài là người gì hả? Thì là cái đám minh tinh, đám người mẫu. Dù sao người ta cũng là minh tinh lớn đó mà. Không có phòng bộ tổng thống thì đâu có giống ai. Còn nữa nha ba, chừng đó đó thì chú Hết, chú Tần, họ cũng phải dẫn vợ tới đó mà, phải không? Nhiều nhân vật lớn như vậy hả? Vậy chắc có nhiều ký giả tới. Phải đó bà. Bà cũng đâu có muốn mất mặt trước đám ký giả và báo chí. Dĩ nhiên rồi. Bá Văn à, con phải giúp cho chị hai một tay nha. Dạ không sao, tại con không biết chị hai mời được nhiều người tới như vậy. Nếu như em biết, em đã cho chị từ đầu. Bá Văn, con đừng có nói như là chị hai trách con chứ. Được rồi, sẵn căn phòng đó chuẩn bị trong lúc cần thiết mà thôi. Nếu chị hai cần dùng thì lấy đi. Được, cảm ơn nha. Wow, tối hôm đó có nhiều tài tử như vậy, em nghĩ cũng phải mua một bộ gia hội cho đẹp một chút. Tới cửa tiệm của mình lấy được rồi. Nay được 300 vốn cho em, sẽ không mặc áo của mình chứ. Biểu người ngoài làm sao tới mua đây. Bà Văn nói đúng lắm. Bây giờ tiền bạc khó kiếm mà. Tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Vô đi. Qua sao khuya như vậy má còn chưa ngủ? Má thấy vợ của con ở dưới coi tivi, nên lên trò chuyện với con chút. Dạ được. Muốn nói chuyện gì đây? Trước mặt ba của con làm ơn lành lợi chút đi. Tuần sau Trọng Văn sẽ về tới, coi chừng mình không có chỗ đứng đó. Tuần sau Trọng Văn về tới, sẽ không nghe ba nhắc. Hôm nay má nhỏ của con được cú điện thoại, thiệt là mừng sở quá cỡ, vậy là được trúng số. Cho dù Trọng Văn về thì sao chứ, con không ngán mà. Bây giờ nắm hết quyền trong khách sạn rồi. Hơn nữa mấy năm nay ai kiếm tiền cho ba đây hả? Yên tâm đi má. Không thể không có lòng phòng hờ. Anh em cũng khó nói lắm. Huống chi nó ra ngoài học hành bấy nhiêu năm, còn đâu có biết nó biến thành thế nào.
Chỉ là một thằng nhóc thôi, làm ra được cái gì? Không phòng đứa nhỏ cũng phải phòng người lớn. Má nhỏ của con thiệt là dịu dàng nhẹ giọng, bả ra dáng tội nghiệp như vậy đó mà. Được rồi, con đã biết. Đã khuya rồi, má đi ngủ sớm đi. Má phải nhờ con đó. Được rồi. Wow, sao hôm nay sắc mặt tái vậy? Phải đó, đi cảm cúm nặng. Ý do, vậy thì xin phép nghỉ đi. Tôi định về xin nghỉ bệnh. Xin cái đầu của chị. Đã về tới nơi rồi thì bệnh đâu có nặng tới đâu. Chỗ này cái đống việc làm chưa xong đó. Làm không xong thì hai đứa chết cho tôi coi. Còn nữa, khi cô hai nổi sùng lên, tôi che chở hai chị không có nổi đâu đó. Làm việc đi. Thiệt đáng ghét, cứ sang người ta làm việc. Giá trời cho bảo một bụng đầy có mình luôn. À, không biết cô hai tới đây có gì chỉ dạy. Anh biết tối nay tôi có một buổi thời trang từ thiện mà. Biết, tôi giúp được gì hay không? Tôi muốn làm cho thiệt đẹp mắt, nhưng mặt nhân thủ lại không đủ lắm. Cho nên tôi muốn lấy mấy người trong bộ môn của anh qua giúp việc cho tôi. Bây giờ? À, bây giờ tôi nghĩ hơi khó điều động đó. Hiệu suất làm việc của anh thấp vậy sao? À, không, tôi không phải ý này. Nếu không thành vấn đề, thì một lát kêu họ qua giúp cho tôi đi. Ok. À, cô hai từ từ. Yvonne, vô đây. Chuyện gì ông Giang? Ở trong đám dân bên ngoài kiếm một thằng tào lao vô dụng vô giúp cô hai đi. Vậy là kêu ai? Cô nghĩ cho tôi đi. Đi đi. Anh cho nào. Đúng rồi, cái này nè, phải rồi, xích lên chút nữa. Không có đồ mới đâu. Chú Hạo Nhiên, cho anh làm một chuyện đặc biệt. Chuyện gì? Ông Giang đã quyết định điều anh xuống giúp cho cô hai trong buổi tổ chức từ thiện đó. Sao lại là tôi? Anh còn hỏi hả? Đây là cơ hội tốt mà. Anh tài giỏi mới kêu anh thôi. Xuống màu đi. Được. Nè, ở đây trước tiên xây dòng thế này ha. Đó, đúng rồi. À, sang qua bên này. Chào các vị, tôi tới giúp các người đó. Xin lỗi nha. À, xây bên này. À, vô đi. Trang Mỹ Kỳ, có gì giúp được cô không? Bị bệnh hả? Nhìn thấy anh còn bệnh sao được. Ai là tổng giám sân khấu đây? Là tôi đó, cô hai, chuyện gì? Anh hả? Vậy tôi hỏi anh, tại sao tôi ra sau chó nhất mà lại không có đốt pháo bông? Tại sao mấy con người mẫu con này ra lại có đốt pháo bông? Cái gì người mẫu con đây? Đại hội thôi mà. Đại hội ăn bài. Anh có biết không? Tôi là người chủ tọa của đại hội đường ỷ văn đó. Ồ, tôi biểu người sửa lại ngay nha, xin lỗi. Làm gì kiểu nào đây? Ê, còn nữa nha. Cái phòng thay đồ đằng sau của tôi, đừng cho mấy con người mẫu con vô đó thay đồ. Tôi không thích thay chung với người ta, có biết không? Con sao nó kỳ cục vậy? Có tiền là ngon. Ai nói chuyện đó? Các chị có công ty người mẫu nào học nghi thái gì đây? Sao vô phép quá vậy? Đó tên kia tên gì? À, xin lỗi, để tôi căn dặn họ. À, xin lỗi nha. Nè, tất cả trở vô đi. Nhớ nhờ. Dạ, cô hai. Chị có thấy là cái đẹp của cái áo sore này như là chưa có hoàn toàn được biểu lộ ra phải không? Dạ, đâu phải, đẹp lắm mà. Chị xách cái ghế qua đây. Sao chú? À. Chị leo lên trển đứng đi. Có thấy gì không? Có bị hở ngực hay không? À, không có gì mà. Trở xuống. Bây giờ chị lấy cái áo này đem đi. Chỗ này làm xuống nửa tấc. Vậy nhất định sẽ thấy được cô hai à. Khi chị làm thì chị cứ làm đi. Bây giờ tôi đi ăn cơm. Khi trở về tôi phải thấy cái áo này sửa xong. Để xuống như vậy rõ ràng là muốn bị hở. Thì kệ nó.
xong rồi. Chết rồi. Anh đã làm dơ cái áo này. Xin lỗi, tôi tưởng là giờ cơm thì không có ai trong này. Anh biết cái áo này có ai hay không? Của cô Hai đó. Thôi, tôi đã bị khai trừ rồi. Tôi đến anh xui mà, cứ báo hại tôi. Chết rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Nè 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 nè, cô bình tĩnh đi. Bị dính chút sơn thôi mà, đừng có lo. Tôi làm sạch giùm cô. Yên tâm, để tôi làm cho. Quy, nhà cậu Nam ạ. Kệ nó đi. Anh đừng có nói với tôi là dùng nước có thể sửa đi dầu sơn đấy nha. Nếu không thì dùng cái gì? Có được không đây? Được mà. Nè, thấy chưa? Đã bớt đi nhiều đó, thấy chưa? Phải hả? Thôi chết, sao em ra ngoài hết rồi? Ây da, càng giúp thì càng hư rồi. Chết tôi rồi. Tôi bị anh báo hại mà. Đừng lo, tôi còn cách nữa. Tao không có tin anh nữa. Tin luôn lần này đi. Cái gì đây? Nước xăng. Muốn làm lũng cái áo hả? Nếu không thì dùng cái gì? Cái áo đâu có dễ bị lũng, đừng lo. Ôi. Nè nè nè, sơn đang tan ra kìa, đang tan kìa. Phải, đã đi bớt rồi. Nè, giờ dọn chút đi. Đừng sợ, đừng sợ. Sắp được rồi, rồi rồi, ra đây nè. Sắp được. Thấy chưa? Anh giỏi thiệt. Đương nhiên, tôi thường coi thầy Tân dạy chúng tôi làm mấy cái bánh khóe này mà. Đương nhiên tôi biết. Lần này tôi biết làm sao cảm ơn anh. Cô Hai thì lại đẹp quá. Đương nhiên. Cô Hai tới phiên cô. Ờ, lại lên, nè. Đi đi. Rất cảm ơn các vị trong suốt một năm qua đã ủng hộ cái tiền quỹ điện thiện của chúng tôi. Từ thiện khiến lòng tôi như một đóa lửa hồng cháy bừng lên. Từ thiện thấy lòng tôi ấm cúng. Hả? Wow. Chuyện gì vậy hả? Lửa cháy cái áo rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.